Dạ Toàn xin mến chào quý cô chú anh chị và các bạn. Dạ Toàn rất vui khi gặp lại quý cô chú anh chị và các bạn mình trên kênh Hoa Kiển Phạm Toàn 99 ạ. Dạ hôm nay Toàn có đến vườn mai của anh Triệu và hôm nay Toàn giới thiệu vườn mai xứ rễ của anh mà cũng có nhiều cây đẹp ha. Thì vườn này Toàn giới thiệu trước để sau này quý cô chú anh chị các bạn mình có giao lưu á thì nó liên hệ qua số điện thoại của anh ha. Số điện thoại của anh Toàn sẽ để bên dưới phần mô tả để cho quý cô chú anh chị các bạn mình biết để liên hệ với anh mua cho mình những cây mai đẹp ha. Thì ở phía trong này thì anh chị cũng có trồng mai xứ rễ, cây lứa và cây bự trong kia. Cây bự trong kia tầm khoảng là 30-40 cây ha, trong đó vẫn là mai xứ rễ luôn, hoành từ 20 mấy cho đến 30 mấy cm trở lên. Thì cái lô 30 mấy cây đó Toàn đang chuẩn bị quay và để anh chị giao lưu cùng với cô chú ha. Rồi sau đây thì Toàn sẽ mời quý cô chú anh chị các bạn mình xem cây đẹp trong vườn của anh đó. Hai cây này nó lùng lực nha quý chú anh chị. Cây này nó cao tầm khoảng là 1 mét, mét 2 á, tán ngang tầm khoảng là 1 mét ha. Cây này nó lùng lực luôn. Cây này hoành neo tầm khoảng là 12 cm nha quý anh chị. Rễ thì Toàn coi được bao nhiêu cộng ha. Hồi nãy Toàn hỏi anh chịu là tầm khoảng 20 mấy cho đến 30 cộng luôn. Đó. Cây này Toàn quay cho quý cô chú anh chị các bạn mình xem để tham khảo. Cây này thì anh chịu ảnh chưa giao lưu ha. Đó. Cây này đế rất là khủng luôn chú anh chị. Cái thóc thân nó khoảng tắt máy. Cây bơ lớn mà nụ rất là nhiều luôn nè. Đây, có nụ nụ kim. Ở trong vườn của mình chắc cái cây này số lượng cũng ít chứ không nhiều hả anh chị? Cũng 1-2 cây ha, để mình cho cô chú anh chị các bạn xem giải trí cho vui ha. Thì 30 mấy 40 cây ở trong phía trong thì nãy Toàn cũng có làm một clip rồi, thì Toàn rất mong quý cô chú anh chị các bạn ủng hộ cái clip đó cho anh chịu ha. Cây nó hoành khoảng 20 mấy 30 mấy không quý chú anh chị, nụ rất là nhiều luôn. Cây này cổ đế là mình nhìn thấy phê ha. Đó. Qua bên kia, cây bên kia mới khủng ha. Ở trong đây thì anh chịu anh làm mô đất rất là nhiều luôn. Đó, này toàn bộ là mô đất hết nha quý chú anh chị. Mỗi cái mô như chiều cao tầm khoảng là 5-6 tấc á. Đó. Đó thì cái lô mà 30-40 cây là toàn hồi nãy toàn quay ở trong cái khớp trong kia. Trong sân hè kho á. Còn đây là phía ngoài. Đó. Ở phía này thì cũng có nhiều cây lứa, cây hoành tầm khoảng 14 cho đến 15 cũng rất là nhiều luôn. Tầm khoảng trong ngoài cây đó. Cây này được nhiêu cộng rễ hả anh chịu? 14 cộng ha. Đặc biệt là cái củ đế nha quý chú anh chị, củ đế là nó đều luôn, đều ăn dai luôn. Nó chi cành thì anh chịu anh o từ nhỏ cho tới lớn đều gan luôn nè. Cây này nụ rất là to luôn. Cây này mình thúc được hả anh chị? Cái những cái nhánh nào mà nó không có được ngay, nó không có đều thì anh chịu anh đang chỉnh sửa lại nào anh chị. Còn bộ đế mình nhìn từ xa là cảm thấy nó phê phê ha. Đó. Cái này chắc quanh có khoảng 14-15 ha anh chị. 12-13. Không, cái cây của em nó trồng nhỏ hơn cây này mà quanh nó 11 rồi đó. Cây này 13. 13 cm ha. À. Còn dưới khoảng cỡ gần 20 á. Căng cái đứt. Thì đây có quý cô chú anh chị các bạn nào có giao lưu anh Triệu á thì mình hãy đến vườn của anh Triệu ha, và số điện thoại với Toàn sẽ để bên dưới phần mô tả để cho quý cô chú anh chị các bạn mình giao lưu với anh Triệu. Chờ rồi sau đây Toàn sẽ mời quý cô chú anh chị và các bạn mình vào phía trong ha. Ở phía trong đây thì anh Triệu đang bươi giá thể ra thêm một cây nữa. Thì cái lô trong đó hình như là 1 năm về trước đó, Toàn cũng có review một lần, cũng có nhiều anh chị đến giao lưu hơn tầm khoảng là một nửa rồi. Còn lại một nửa thì nay anh Triệu anh có ngăn ra, ngăn ra từ khớp để mình giao lưu ha.
Cây này nãy còn mới quay nè. Cây này nhìn xa là thấy phê nha. Cái này mình đi đường ống hay gì vậy anh chị? Đi đường ống chứ tứ vậy nói. À, để em quay. Này là chụp hình đưa lên cộng đồng ấy, nhìn thấy phê không? Cái này tay cạnh anh sửa từ nhỏ luôn nha anh chịu. Đây. Ở trong vườn của mình tầm khoảng bao nhiêu cây như gì ha anh chịu? À, có 3-4 cây ha. Cây này hoành khoảng 20 mấy luôn anh chị. Cái dạ. Ừ, cái đầu rồi. Ờ, cây này cái tàn dày cui luôn. Tàn càng dày cái hoa nó càng nhiều nha quý chú anh chị. Ở đây thì anh chị bên o từ từ cái bộ đế mà từ cái thân mà ra tới cái nhánh luôn. Mà nụ thì cái này mình có thúc nụ không á anh chị? Hay là mình để tự nhiên luôn? À. Cái này là anh chị mình để tự nhiên nhưng mà nụ nó vẫn nè. Đây. Nụ về đặt luôn. Ở trong vườn của anh chị thì tầm khoảng 1-2 cây này thôi. Ở bên đây những cây như nãy toàn không quay. Mà quan trọng là cái nụ. Còn thấy cái nụ phía ngoài không? Cái nụ này nó dài gần cả phân luôn á. Cái nụ này chừng nào nó tròn mà nó bự lên một cái là nó bằng cái đầu đũa luôn. Tay cành phía trong đây. Cái này anh chơi bằng cái ống đỏ của chú anh chị, cái này anh chơi bằng cái nhánh tre ha. Nhánh tre nó uống vô cái cây mai nè. Còn thấy nó dày đặc từ A đến Z luôn. Đây còn nụ thì nói chung là đã nè. Đây. Đó. Cây này phía trong nè. Đó. Ồ, nhìn thấy phê nha quý chú anh chị. Cây này lâu lâu mình có cua nhánh phía trong không hả anh chịu? Nó nặng ghim luôn ha. Ghim luôn. Dạ rồi quý chú anh chị ơi, thì trước tiên toàn mời quý chú anh chị các bạn xem vài cây đẹp phía trong vườn của anh chịu. Và sau đây anh chịu có giao lưu tầm khoảng 30 mấy cây, hoành là từ 25 cho đến 30 mấy cho lên ha. Thì cái lô nằm ngoài này nè quý chú anh chị. Đó. Để hồi toàn quay lướt ngang cho quý cô chú anh chị các bạn mình xem để tham khảo ha. Đây thì 30 cây trong đây quý chú anh chị, 30 cây trong đây mà toàn với anh chị quay chỉ có 9 cây ha. Để quay 9 cây để với lại cái này anh chị quánh giao lưu tại vườn thì nói chung là cũng dễ nữa. Đó. Lô này là 9 cây nhưng mà thật sự ra tầm khoảng là 30 mấy cây, tầm 20 mấy 30 mấy hoành cho lên ha. Đây đế đây quý chú anh chị. Cây này nãy toàn có review bên cái clip kia rồi. Cây này nãy anh chịu quánh đo là khoảng 31 hay 32 vậy đó. 31 32 hoành eo ha. Đây thì anh chịu anh khui rất là nhiều luôn. Anh khui ra tầm khoảng 10 cây mười mấy cây á. Mà mình quay chỉ có 9 cây thôi. Đây còn phía trước nè, đây cây nha. Ồ, cây này cái củ đế nó nở rồi nè. Bên kia cây nữa. Bên này cây nãy còn có quay rồi nè. Dạ rồi với cô chú anh chị ơi, thì hôm nay toàn có anh giới thiệu vườn mai xứ rễ, nhiều cây đẹp bên vườn nhà của anh Triệu. Và anh Triệu cũng có giao lưu là một số mai xứ rễ cây lứa hoành là từ 2 mấy 3 mấy cho lên ha. Toàn rất mong quý cô chú anh chị các bạn ủng hộ cho anh. Dạ, mọi số điện thoại toàn sẽ để bên dưới phần mô tả để cho quý cô chú anh chị các bạn mình biết, đi liên hệ với anh Triệu mua cho mình những cây mai đẹp ạ. Còn bây giờ toàn xin khép lại cái video. Cứ bây giờ toàn xin mến chúc quý cô chú anh chị các bạn gần xa trên mọi miền đất nước luôn được nhiều sức khỏe và gặp thật nhiều may mắn trong cuộc sống cũng như công việc ạ. Mình cũng hẹn với cô chú anh chị các bạn vào những video tiếp theo. Bây giờ thì bye bye.